Trên tư cách huấn luyện viên trưởng, Chusier chúc mừng các cầu thủ vì thể hiện tốt về lối chơi, sự quyết tâm và đoàn kết tới cuối cùng ở trận đấu trên sân Việt Trì tối 6 tháng 9. Ông cho rằng, bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu chiến thắng, các học trò đã thực hiện đúng những gì chuẩn bị, tập luyện. Tất nhiên sẽ có nhiều chỉ trích, bởi đội có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Chúng ta có thể ghi thêm 3 bàn, nhưng các cầu thủ đang hoàn thiện, họ ngày càng xử lý tỉnh táo hơn. Đây là điều chúng ta cần nếu muốn vươn tới tầm châu lục, nhà cầm quân người Pháp nói. Huấn luyện viên Chusier trả lời họp báo sau trận thắng Guam ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Việt Nam được đánh giá cao nhờ lợi thế sân nhà, dàn cầu thủ được xem là loại 1 của lứa U23 và đẳng cấp đã được kiểm định ở sân chơi U23 châu Á, 5 lần dự vòng loại, 4 lần vào vòng chung kết và từng đứng thứ 2 năm 2018. Trái lại, Guam đến từ nền bóng đá yếu, chỉ đứng thứ 203 thế giới trên 5 đội tuyển khác và lần đầu góp mặt ở vòng loại. Tuy nhiên, diễn biến những phút đầu khó khăn hơn thầy trò Chusier dự đoán. Trước lối đá rắn và hàng phòng ngự số đông của Guam, đến phút 33 chủ nhà mới có thể mở tỷ số nhờ công Levando. Đầu hiệp 2, Việt Nam nhân đôi cách biệt bằng quả phạt đền của Nguyễn Văn Tùng. Từ đây, đoàn quân của huấn luyện viên Chusier mới tìm thấy sự hiệu quả trong bối cảnh nhiều cầu thủ Guam xuống sức. Đội ghi thêm 4 bàn lần lượt do công của Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Hoàng Văn Toản và Bùi Vĩ Hào. Theo huấn luyện viên Chusier, 10 phút đầu tiên ông đã nhận thấy đội nhà thiếu cân bằng, đặc biệt là hậu vệ phải nên yêu cầu Hồ Văn Cường khởi động, nhưng xét tình hình thực tế và trình độ thấp của Guam, ông không điều chỉnh mà tiếp tục cho học trò vận hành như cũ. Khi phân tích, tôi nhận thấy đối thủ